chúng rất xúc động bao nhiêu người này đã không biết gì. Thằng anh Kim xong xóa cùng bao nhiêu mà căn cả live, tam Facebook, nung YouTube, ông Pi ca thi bài, bị chăm sóc đa rồi bỏ. Và here's when they Adventist sinh vua. Thằng anh Kim xong lơ ông Pi, cùng Pi mùi nơi không biết cùng Pi đại chỉ cùng Pi tối, nơi trong bẹt cả đá, chất bẹt cả đá này biết cùng Pi, hai cùng Pi này, cứ cùng Pi Ezra. Nếu không có bệnh của Pi này, mình rương mùi để chỉ rương để cho nạp rõm mùi rõ thang ấy nì. Cứ, nếu Pi đã bệnh, bạp dương ở thờ, ta mình rương ấy cả lạc. Nhưng chúng nông chương khi nông thang ấy nì, cứ, ta mình rương ở vầy cả lạc, Pi bệnh, bệnh chiên nè, ở thờ. Pi Ezra, đã tôn thường ca vô trọng lọc một mình rồi bỏ xa Yuda. Hình xa Israel vì bất tế ni mùi đã kê văn bạch đã kê văn trai văn chùn tử tại sao sạch Babylon, sạch Assyr hay nâng sạch xinh xinh chân krom ti mùi văn mọc chùm mùi nâng Sero Babel hay nâng hào ra Hagai hay nâng hào ra Sakari hoàng đài ní kì chân nâng krom thom mùi đã vô trọng lọc một quên nơi chùm nguồn ca bọt bình chênh bình chia rồi bọt xì rù để mình ôi bình chún để chia ca lực thực chất ôi xa dù đá tờ lọc tờ can Israel vinh chân dân chấp rương nì là nơi chung phúc bàm hay nơi chung phúc bàm mùi kế văn vô tờ lọc mà vinh không bằng hằng ca sang song bởi vì hiểu bọc bè vấn tay đại sao sinh sinh nên đâu kiên kiên kể cứ bạch chăng cho mùi nâng rì bỏ bè thằng ọ kê ọt chong ai rì bỏ bè sang bè vì hiê lang huynh mình chong ai kê rì bỏ bè thật tu bán đi ôm nai bì sạch kháng Babylon rì bỏ Percy chẳng kê có bạch chăng cho mùi nâng rì Israel có bất ham khót mình ói sang bè vì hiê ở bán rùi bè vì hiê sang bán khá bần tái kẹng hãy mình ai từ một bàn đo pê nơi không có pi Ezra chung phục bram khó muối ri ai hào ra hà gài nâng hào ra sạc kỳ rì chìa côn y đào có tí đòi nơi bệnh niêm bệnh này xa Israel đòi phú yu đà đài nơi sọc yu đà nâng krong Jerusalem kìa nụ su-rô bà bà chỉ còn sao thảo nâng Giê-xua chỉ còn dư sạ đạ còn nôm khả nịa chấp tăng sáng bệnh hìa nơi khả nông tì krong Jerusalem còn miền bố hào ra nơi bệnh chúi khả nịa đại chẳng ní cứ chìa ca tùm ní mùi đại hào ra bàn tì đòi bệnh Giê-hô-va thà trở tay sáng bệnh hìa lăng vệnh nơi bệnh nô miền bình chìa ham khót bằng áo sáng bởi vì hìa hai nâng tì krong Jerusalem làm bì sạch bởi xì bần tay bệnh bàn bắt đầu nơi tùm ni mùi ôi riêng rồi bỏ bệnh thơ ta mên ấy cả lạ nơi khu nông bị phốp lâu dường sọc ngày bỏ sân chìa cái ham khót mình ôi dường thơ bần tay bệnh bình chi ôi dường thơ ta dường cùa thơ được ọt xong lấy mơ từng ọc khí nó không có bị Ezra chụp bụng bám khó về chụp bụng bám hay nâng khó chụp bụng bám mối dân nâng khơi thật ta riêng rồi bỏ bé thua ấy ta mên rừng ấy cả lạc nơi biết đài kê chập đàm xa anh phê về hìa nẹ đài sạch nơi nhịt lệ sạch nơi kiên kiên nâng kê chập đàm chung ngọ kê khơi kê mà sủa kê xuất thầm ấy lúc có xua thả ta nè nè bằng chênh bằng cốp ai anh rõ khí sáng về về hiếp ni hơi thua gồm phai ni làng lúc có xua đôi chân này thiệt thả mà nốt đây thua ca ni ta mình chung hồ vậy là mình thòm đà thế thì mỗi xua bình chìa vì thật lời ta nè anh miên ai gặp xa và chết thả nè ai thua bàn ọt thì bí xua chung hồ làm bấy rốn chung hồ ta làng ta đọc thật lời nơi không cái này này bị phục lộ kê cổ bông thật thuộc khó
ព្រះរបស់ព្រះកំពុងតែធ្វើខុសតែនៅក្នុងខព្រះប៉ុន្តែព្រះនៃព្រះក៏តតមកលើពួកចាស់ទុំសាសយូដាហើយលោកចៅវាយមិនបានបញ្ឈប់ការដែលកំពុងតែធ្វើនោះទេនាំចាំតម្រាំបញ្ជូនរឿងនោះទៅដល់ដារីយុសហើយមានព្រះរាជសារតបមកកាត់សេចក្តី ព្រះបានបណ្ដាចិត្តគាត់មិនឲ្យហាមឃាត់ដាច់ចិត្តបដិញ្ញាមិនឲ្យធ្វើគឺឲ្យធ្វើតសិនតែចាំទទួលបានរាជសារពីស្ដេចដារីយុសិនអញ្ចឹងបើយោងតាមចំណុចនេះរាជរបស់ព្រះកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងហើយព្រះផ្ដល់កិច្ចថាសន្យាថាត្រូវតែធ្វើទំនីមួយដែលត្រូវតែធ្វើតែទៅពេលដែលចាប់ដើមធ្វើមានរឿងកើតឡើងគេមកប្រឆាំងជាមួយ រាជរបស់ព្រះនៅបាក់ទឹកចិត្តមែនទេប៉ុន្តែរាជរបស់ព្រះអត់បាក់ទឹកចិត្តទេព្រះបានបណ្ដាលថាម៉េចឲ្យរាជរបស់ព្រះបន្តធ្វើការរហូតដល់ទទួលបានរាជសារសិនអញ្ចឹងពេលព្រះបញ្ជាអ្នកធ្វើអ្វីមួយព្រះនឹងគង់ជាមួយនឹងអ្នកក្នុងការធ្វើកិច្ចការនោះហើយយើងនឹងឃើញបន្តទៀត នៅក្នុងរាជសារសម្បត់ដែលបានផ្ដល់ទៅដល់ផ្ញើទៅដល់ស្ដេចតារីយុសគឺលើកអំពីរឿងរបស់សាសយូដាមកវិញចាស់ទុំលក្ខណៈតាមមើលទៅព្រះបានបណ្ដាចិត្តនៃចៅហ្វាយរបស់គេចៅហ្វាយដែលឈ្មោះថាថាថ្នៃក៏នឹងថាថ្នៃបានបណ្ដាចិត្តគាត់ ឲ្យគាត់សួរដេញដោលអំពីរឿងហ្នឹងដល់ពេលចាស់ទុំបានបញ្ជូលគាត់ថាអីខ្លះថាសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដេចស៊ីរុះបានបញ្ជូនសាសអ៊ីស្រាអែលមកស្អាងព្រះវិហាររបស់ព្រះឡើងសូមបើសិនជាស្ដេចមានព្រះតីចង់ស្ដេចអាចទៅសាររើរ៉ូម៉ឺ ស្នាមឬក៏រាជសារណាដែលបញ្ជាក់ថាសាសអ៊ីស្រាអែលមកវិញហើយត្រូវស្ដារព្រះវិហារឡើងនៅពេលដែលសម្បត្តិនោះទៅដល់ខ្ញុំនឹងរំលងខនេះខទាំងប្រមាណនេះ ចូលដល់ចំពុះ 6 ដូច្នេះ ស្ដេចដារីយុសទ្រង់ចេញបង្គាប់ហើយក៏ពិនិត្យរកក្នុងមន្ទីរលិខិតជាកន្លែងដែលរក្សានៅព្រះរាជទ្រព្យក្នុងក្រុងបាប៊ីឡូនហើយគេឃើញមានក្រាំងមួយនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់នៅក្នុងអមេថានៅក្រុងអមេថាជាក្រុងធំរបស់ស្ដេចខេតមេឌីមានសេចក្តីកត់ទុកថានៅឆ្នាំទី1ក្នុងរាជសារស្ដេចស៊ីរុះ នោះស្ដេចទ្រង់បានចេញព្រះរាជអង្គារពីដំណើរព្រះវិហារនៃព្រះដែលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមថាត្រូវឲ្យស្អាងព្រះវិហារនោះឡើងវិញគឺជាកន្លែងដែលសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាត្រូវឲ្យដាក់ជើងជញ្ជាំងព្រះវិហារនោះឲ្យមាំមួនឲ្យឯកម្ពស់ព្រះវិហារត្រូវជា 60 ហត្ថទន្ទឹង 60 ហត្ថដែរដោយថ្មយ៉ាងធំៗ 3 ជាន់ នឹងជើឈើថ្មី1 ជាន់ឯប្រាក់ចំណាយនោះត្រូវបើកចេញពីឃ្លាំងលួងចំណាយគ្រឿងប្រដាប់មាសប្រាក់របស់ព្រះវិហារនៃព្រះដែលនៅបូខនេសាបានយកពីព្រះវិហារនៅក្រុងយេរូសាឡឹមនាំមកឯក្រុងបាប៊ីឡូននោះត្រូវប្រគល់ទៅវិញឲ្យបានយកទៅដាក់នៅកន្លែងធម្មតាក្នុងព្រះវិហារដែលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមចោះត្រូវដាក់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះ ដែលដារីយុសក៏ឃើញក្រាំងមួយដែលបញ្ជាក់នៅចំណុចនេះទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្នៃថាត្រូវតែបើកចំហឲ្យគេធ្វើហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេទ្រង់បញ្ជាក់ថាគ្រឿងគ្រឿងក្អូបគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់ថាវិការត្រូវដកពីឃ្លាំងលួងរបស់ស្ដេចទៀត បើសិនជារីអ៊ីស្រាអែលខ្វះខាតអីសម្រាប់ព្រះវិហារអង្គឬក៏អីសម្រាប់ទៅវាយកោស្ទៀវឬក៏ជៀមឬក៏អីគឺត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងខ 13
Dương khơi là thật này hai nâng khai hai nâng nẹ để cho vài xin xin có thua ca nó dòng khăn nát thăng khăn này tới ta mừng có được bỏ xảy hai nâng không khó đọc bốn giáng nụ bụi chát tùm này xa dù đà có sáng là đòi miên sức đây chùm ràn đòi nơ ca ti rồi bỏ hò ra hà gái nâng xa kỳ rì chì côn y đào kế bàn sáng là đòi rạp đòi hời ta mừng có phong bệnh xa Israel hay tam pre ong kia nai siru dariyu nung eartha sekse chis dach persi phong hay nơi chân ngay tị bấy khai phol kun khnong chân nam tị bởi nơi rich dach dariyu nu pre vi hiê kos an lang ruch chis dach pre vi hiê nu kos an lang bệnh khó ăn thuốc cao cha mùi nó không chịu vất hay nó không rí rồi bọc trộm hay có khơi nó không vật tờ bình chọc này khó này dịp bụng tế vào mối kê có xa ăn bệnh hiếc kê có xâm phốt hay có thuốc vị thí bọn nằm lồn đại dịp thí vị xe rồi bọc xa Israel chân nó không bị dùm bụng này nhưng khơi rương mùi đó cha bệnh bàn nì dây tất cảnh riêng rồi bỏ trống hay riêng rồi bỏ trống bằng thua tạm bằng tay miên bánh hà nó ta mau bị nạn nà ta nạn nà bằng đá là miên bánh hà bạch nâng gạt là và ta nhung kết bế bằng bằng đá là miên bánh hà nâng đâm bay ấy đâm bay lướt thực chất riêng rồi bỏ trống hát ấy bỏ sân chơi sưu kết phơ hai kê nâng plịch chấp lấy nhân tên thưa bề vị hiền sang bề vị hiền lang hái nâng click nơi ở vây đại trung bàn thưa chụp ok bàn tay bờ sân chỉ giáp kê nâng thưa đòi nhộp nhỏ kê nâng lỡ khả năng phay khai phay bụi bàn tay bè bàn thưa cả cha không chỉ vật bỏ kê rương rồi bỏ xa Israel bàn lịch lư trung bình tất tê hay nâng ở nhà chạy rồi bỏ bờ gì cái sai tại sao rương bá nhà ha mùi đại kê bàn lực làng tha hát ấy bàn này anh phở tòa phê chẳng kê bàn lực lưu xót xài chung vinh rít bọc bơ xí anh hạ chạc bọc bơ xí hay bếch còn miên chùm ra anh làng tiếc là nông chì vật dương có đôi khăn hề đại bếch đo ai ca nghe mùi bàn tay dương hót dương thun dương mê rõm là on chật hay có là cái nạn thập hay khai kim ở thờ phần tai bê kha bê mình bê kha cái phía trán cứ bê pra bê về liền nó tầm bay xa chết dương tầm bay ở trung rất tập ban tập tua chấm ran là chứ không cần phải chọc nữa bê về liền ngày này nhóm xôm xu tập căn nè vậy ta bê này dây tập căn nè ta mới dễ vậy bên này dây tơ căn nè tam dạ bên cùng pi độ bảo trung đôi giờ tất môn dương văn thà bên cùng pi độ bảo trung cứ chuyện đào bên này dây tơ căn nè tam bên cùng pi độ bảo trung đôi chuyện bài đây nè hộp riêng rồi thế này hộp nè đang lứ xung lên độ bảo bên ta nè ai này dây tơ căn bên quanh tam dạ ấy kì ca tư thản ca tư thân bọn nè cứ chứ ca nì dây ông lấy conversation cứ chứ tùm nè tùm nôn cho mùi nâng bè mình mến cao răng ta ca xôn bì bè thế cứ chứ tùm nè tùm nôn này cho mùi nâng bè đôi chứ ca phát tắc chùm nè trời ta phát tắc riêng rõ thằng ngày nè có trời ta à tư thân riêng rõ thằng ngày hãy chung một chọc đầm bấy ai bì phốp lộp đăng ông bì bè hãy nè bê đà nè lư nè xin lê nè bọc bè nè nâng thơ cái việc cả đại vùng hai bị bẻ tất cả nợ tài bẻ nâng chấm ran là chân nợ nâng ai sắp sai đâm nâng bỏ bẻ tất cả group tự tì chân bây chấm nội này cứ bẻ cùng pì ca tự thàn hai nâng ca sắp sai nâng bỏ bẻ cứ chỉ chấm nội trong khăn này chịu vật được bỏ giờ ta nè chân lư sầm lên nó bỏ bẻ thế ni hai cứ buôn lư sầm lên nó bỏ bẻ sau một cuốn
Sở thịt hàn cho mỗi khiếm thường cả bật. Bài đá đại cung nơi bật lăng thàn xua. Con xông ốp được con trùng. Đại trùng bắt đo bê về liên đi xâm rạp con. Con được ốc nên thường cả sức xa bị trùng bằng thaym. Con xôm trùng rùm lắc con, ỏi sức đáp trùng. Tam vị dạp rẻ khổng bì, ác ca thịt hàn nâng ca chai trùng lệ. Bài đá, con xôm trùng bắt đo bê lưng bình nhiên bỏ trùng. Mà căn con được ốc nên thường bê về liên đo bị bạc này. Bài đá xôn trung chùm rán làng nông chì vật khôn nông bình niêm bà Giê-xu. Amen. Ở khôn chán, xôn chụp khá nê dân chụp khá nê tất cả mình đoán tiết nơi bê về lia đồ đá mong phòng bây gà lạc bức xôn bông phôn bằng tò mớ share, chạy đồng lê, comment bà xin chùm miên xùm nua bông phôn ai xu một căn phê dược bàn kháng dân chôm nông không bình chá lai tọp xôn bà khôn chán, xôn chùm rịp lia.